Vâng, cứ hòa âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Thì trước mặt các bác là chính là tổng cái lô loa CD audio, một dòng loa của Mỹ mà cửa hàng bên em cũng ngày hôm nay lên giới thiệu được tất cả các bác. Thì như cái lô loa CD này thực sự như các bác đã biết rồi, bên em đã về cách đây được khoảng 3-4 tháng rồi. Và cũng đã để dành mãi và trong khi để dành nhưng mà vẫn bán cho rất là nhiều người, bởi vì nhiều người đến đây nghe thực tế và đã thích và lấy rất là nhiều. Cũng đã bán tầm khoảng 20 đôi rồi. Đấy, hai chục đôi đây, một dòng loa rất là hay, một dòng loa sử dụng tép M9 neo của Mỹ và bắt bắt con chim phân tần nhập thủ Pháp các bác nhé. Tất cả đều là những hàng xịn hết và loa mà em rất là tâm đắc và tính để dành để thời điểm tốt nhất vàng nhất thì mở bán cho bác. Nhưng em cũng chọn thời điểm này, ok, đó là thời điểm mọi người cũng đã bắt đầu tránh xa được cái dịch rồi, thì em lên sóng cái loa CD Autech này. Nhưng mà cũng thông báo các bác một tin vui với các bác luôn. Đó là như các bác đã biết, trong một cái trường hợp mà không may là bác Nam bác đã không để ý và bác không nhớ, bác đã nhầm dài về giá thì bác đã thông báo nhầm giá, thì ngày hôm qua đã có rất là nhiều người mua được đôi loa này với giá trị 12 triệu. Như các bác đã biết là đôi loa này bình thường em đang bán là 13 triệu, cách đây đã mấy tháng nay rồi và cũng đã bán được 20 đôi, và cũng đã có 20 khách hàng đã mua với cái giá 13 triệu cho một đôi. Nhưng ngày hôm qua thì bác Nam bác lên sóng và bác cũng không hỏi em về giá, bác cũng quên rồi, bác không nhớ lũ lẫn như thế nào hay không rõ, thì bác đã thông báo lên là nhầm, đây là 12 triệu đồng. Thì thực sự là sáng nay em giật mình phát hiện ra, bởi vì có rất là nhiều người mua loa trước đó của em, người ta đã liên hệ với em tại sao lại bán cho anh mắc như thế, và ngày hôm nay em đã bán cho người ta được có 12 triệu mà anh lại bị phải 13 triệu. Thì em giật mình táo hỏa ra khi em xem video bác Nam, thì em phát hiện ra bác Nam đã bị nhầm về giá. Thì thực sự là mọi chuyện đã bị lỡ, rất là buồn luôn. Thì cũng đã em nhận được rất nhiều cuộc gọi của những bác khách đã đặt hàng của em ở trước đó. Và ngày hôm qua bác Nam đã nhận cọc của gần chục người. Bởi vì các bác biết là giá 12 triệu là rẻ hơn 1 triệu so với em hồi xưa bán. Thì các bác đã cọc tới gần chục đôi rồi. Đấy. Thì sáng nay khi thực sự là em cũng rất là đắn đo nhiều thứ việc, thì em đã tham khảo ý kiến các bác và livestream đã tham khảo ý kiến các bác. Thì cuối cùng là em đã đưa ra quyết định, thôi đã lỡ thì lỡ rồi. Đấy. Thì em cũng đã quyết định đó là em sẽ mở bán đôi loa này đúng bằng giá bác Nam bán ra, bởi vì đã cứ nhận cọc của rất là nhiều người rồi, bây giờ nếu nói thì không được. Đấy, thì thứ nhất là em xin nói với em, xin mong tất cả các bác, những bác nào đã mua đôi loa này trước đó của em, kể cả những người đã mua với giá 13 triệu, thì các bác hãy hoãn lại, hãy chửi em. Và em xin hứa các bác luôn, nếu đã sai thì mình sửa, đã lộn rồi thì mình phải chịu. Đấy, đã lỡ rồi mình phải chịu, thiệt như thế nào em không tính đón đến tiền nong nữa, nhưng ngày hôm nay em sẽ làm cho bác được cách thoải mái nhất. Đó là 20 bác khách đã mua đôi loa này của em, rất mong được tất cả các bác hãy liên hệ trực tiếp lại cửa hàng em, để bên em sẽ hoàn trả lại các bác mỗi một người 1 triệu đồng bằng giá mọi người bán cho nó công bằng. Như bác Hồ đã dạy chúng ta rồi, không sợ đói, không sợ khát, nhưng sợ không công bằng. Đó là cái điều mà em rất là ngại, rất là khó xử ở đây. Thì thôi rồi, tiền nong chúng ta cũng là một lẽ, nhưng ngày hôm nay rất là cái danh dự và cái uy tín, thì bên em xin hứa thứ nhất là hoàn trả lại 20 triệu cho 20 bác khách mà đã mua cho cửa hàng em trước đó. Em sẽ liên hệ trực tiếp từng người một, hoặc các bác đã biết nếu xem được video này của em thì có thể liên hệ trực tiếp lại với em. Em sẽ hoàn trả lại 20 triệu cho 2 bác khách. Đấy. Và cũng xin nói luôn, mỗi bác khách sẽ là 1 triệu tiền dư đó, các bác có thể chuyển sang mua sản phẩm khác, hoặc sẽ cho em số tài khoản, em sẽ chuyển lại đầy đủ cho bác. Đấy. Đó là một cái lời hứa danh dự, bởi vì cửa hàng em không nói hai lời. Đó, và em đã tham khảo, em rất là ngại cái chuyện này, coi như hàng hôm nay đã lỡ rồi. Thì thứ nhất cũng là xin chúc mừng tất cả các bác đã mua được loa với giá CD audio với giá trị 12 triệu. Là một cái giá gần như thật các bác là em cũng hết công. Thực sự bác luôn, rất là buồn. Công nó vẫn còn nhưng mà nó không xứng đáng nữa, bởi vì nó còn chi phí thợ, nó chi phí đóng hàng gần như cũng không còn được, không còn gì cả. Cho nên là em cũng hơi buồn một tí nhưng không sao. Đó là một cái uy tín mình đã làm để mà phải đóng hàng. Đấy. Thì như các bác đã biết rồi, loa CD audio đó là một loa full 30 chấp neo cực đẹp. Kiểu dáng thùng cân, bồng gỗ, hai bên là hai thanh nẹp sơn tĩnh điện rất đẹp với logo CD audio ở chữ dưới, và có một cái lớp màng lục bụi ở phía ngoài. Đấy, họ ta không làm phía trong lại làm phía ngoài các bác nhá. Thùng vách của lồng loa là rộng thùng cân, nó cao đâu đó tầm khoảng 60, đấy, rộng tầm khoảng 47 các bác nhá, 37, rất đẹp các bác, kiểu dáng rất là sang trọng luôn, rất là quý phái, rất là bổ bệnh, rất là đẹp. Thực sự một đôi loa nhìn rất là đẹp các bác, nếu bác nào nhìn cái loa này thực sự bác mê lắm. Đấy, thì cái mã đó sẽ là CD12 các bác nhá. CD12 và công suất làm việc của nó sẽ là 350W ở 8 ohm. Đấy. Và giá bình thường đang bán là 13 triệu, nhưng ngày hôm nay em xin quy lại tất cả để mọi người được công bằng, đó là 12 triệu chẵn, để cho mọi người thôi được, thứ nhất là được hưởng lợi, thứ hai là cho nó mọi người thoải mái cả. Đấy.
thì 12 triệu là một cái giá mọi người đã được rẻ hơn tới 1 triệu đồng so với giá niêm yết rồi. Đã rẻ hơn tới 1 triệu đồng so với giá niêm yết, đây là một cái giá rất rất là tốt các bác ạ. Và chắc chắn là với giá này mọi người sẽ mua rất là nhiều. Đấy, bởi vì hiện tại là số lượng loa của em chỉ có 30 đôi và Bắc Năng đã nhận được gần 10 đôi rồi. Có nghĩa là em chỉ còn đâu đó khoảng 20 đôi loa là hết các bác nhá. 30 đôi các bác nhìn nhiều vậy thôi nhưng nó chỉ có 30 đôi các bác ạ. Đây, nó từ đây và cả đằng sau đấy này. Nhiều rất là nhiều đấy nhưng mà nó chỉ có 30 đôi thôi, em đã đếm rồi bác nhá. Đấy, bởi vì loa 30 nó to vậy thôi, nó nhiều vậy thôi nhưng mà không, nó không đáng bao nhiêu loa đâu. Đấy, và chỉ còn được khoảng 20 đôi nữa thôi. Thì dành cho hai bác khách nữa, bác nào thích hãy liên hệ ngay trực tiếp với em. Và ngay bây giờ đây em mời các bác cùng vào bên trong đôi loa này, các bác cùng xem cái xem đôi loa này nó có cái gì mà nó đẳng cấp mà mọi người mê vậy. Riêng cái loa này hát karaoke tiếng cực đẹp luôn, tiếng đẹp dã trứng luôn. Các bác hãy cùng xem con tép của nó này, các bác phải biết nha. Vâng, và đây là cái nội thất bên trong đôi loa này các bác nhá. Cái điều đầu tiên đấy, cái tâm hồn nhất của đôi loa này, các bác sẽ thấy đây, chính là cái con chép Emini. Thì con chép Emini là một con chép và nó là rất nổi tiếng trên thị trường. Nó sử dụng cho rất là nhiều dòng loa như của PAS, những dòng loa con chép sản xuất tại Mỹ luôn. Thì với dòng chép Emini mà dòng chép thường á, nó cũng đã rất là hiếm rồi, nó đã rất là mắc rồi. Chứ chứ nó là dòng chép Emini và chép Neo. Nhưng ngày hôm nay các bác sẽ được sử dụng một con chép Neo của Emini. Và nó sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhé, xịt luôn, một chép Neo xịt luôn và sản xuất tại Mỹ luôn. Đây các bác sẽ cùng xem này. Đây, Made in USA by Emini. Đấy, một con chép 8 ohm sản xuất tại ISO 9001 và 2008. Hàng xịt chính hãng của Mỹ, Emini xịt. Thì với một cái con chép Emini xịt như thế này thì các bác sẽ biết là cái chất âm nó ra cực kỳ nhuyễn, chép rất là nhuyễn và độ nhạy cực kỳ cao, lên tới 99 decibel đến 100 decibel. Thì các bác biết là con chép này nó rất là nhạy, nó rất là nhạy và nó sẽ hỗ trợ các bác những giải cao cực kỳ tốt luôn. Phải nói là tuyệt vời hay luôn. Đấy, thì chứ các bác ở đây đây, đây là một con chép của Watford, một chép thường, chép từ Philips, một con chép mà 750 to thế này nhưng cái chất âm ra nó cũng không thể bằng một cái chép Neo của Emini được. Và nó còn thu xa đường khác luôn, nó thu tới tầm khoảng 70 luôn. Đấy, và với một cái từ tính của dòng tép thường thì nó không thể mạnh bằng từ tép từ Philips được, từ tép Neo được bác nhé. Bởi vì cái tép Neo là nó sản xuất ở đất hiếm và cái từ tính nó gấp rất nhiều lần so với một cái từ tính của dòng tép thường. Cho nên con tép này nó rất là hay. Và hiện tại trên thị trường dòng tép này thì xin thưa các bác luôn, đó là tép mới hiện tại thị trường, hàng xịn không có. Hàng xịn hiện tại ở Việt Nam em thấy chưa có ai có. Nếu có chắc các bác phải mua ở trên từ bên nước ngoài gửi về. Đó là những trang eBay hoặc là Amazon. Thì chúng ta chuyển từ nước ngoài về. Còn ở Việt Nam hiện tại em chưa có một ai có bán con chép xịn này ở Việt Nam. Đấy, thưa các bác luôn, một chép Neo cực kỳ hiếm nha. Đấy, và về cái bát thì dòng Emini, dòng CD này á, nó họ sử dụng một cái bát mà chắc chắn là nhiều người nhìn thấy khá là quen thuộc, đó chính là cái bát quân chim của Đức. Đấy, thì cái hãng bát quân chim á, nó là một cái hãng rất là lớn của Đức và họ sản xuất rất là nhiều model bát cho các thương hiệu như là của DE. Hiện tại cái thương hiệu DE Acoustic mà em đang bán này, nó cũng đang sử dụng cái bát của hãng quân chim cho những model cao nhất. Đấy, và cái hãng mà chúng ta hay quen thuộc nhất nhất đó chính là hãng B3 với cái những model mà mắc tiền nhất của B3 đó là ví dụ như Milano đi. Đấy, thì họ cũng đang sử dụng chép của quân chim, bát của quân chim các bác nhá. Họ vẫn đang sử dụng những cái bát của quân chim chứ họ không sử dụng những cái model cao nhất sử dụng bát của B3. Bát B3 chỉ được sử dụng cho những model thấp và không sử dụng cho những model cao cấp của B3. Đấy, một chiếc bát rất là đẹp. Từ mọi thứ rất là đẹp các bác nhá. Từ mọi thứ cực kỳ đẹp luôn, rất là to, từ rất là lớn luôn. Phải nói là cực kỳ to luôn. Đấy, xương rất là đẹp nhá, xương đa chấu, từng cái chạm này, màng mọi thứ cực đẹp luôn các bác. Đấy, màng rất đẹp, được gần 26. Cực đẹp luôn. Đấy, chất liệu màng phải nói là tuyệt vời các bác nhá. Chất liệu màng phải nói cực kỳ đẹp luôn đấy. Nhện này. Đấy, các bác nhìn cái nhện này kêu đẹp không ạ? Zin đét các bác nhá. Zin đét 100%. Đấy, còn về với phân tần. Đây, còn về phân tần các bác cùng xem. À, phân tần của dòng CD này sử dụng phân tần nhập của Pháp. À, tất cả những linh kiện đây đều là những linh kiện của Pháp luôn. Đây, em sẽ bật đèn lát cho bác cùng xem cho rõ nhé. Đây, tất cả linh kiện. Đấy, các bác thấy đây. Họ sử dụng là hai cuộn cảm cho chép và một cuộn cảm cho bát rất là lớn. Đấy, tất cả chở ở đây đều được tản nhiệt bằng lá nhôm. Đấy, và tụ là Made in Fan của Pháp xịn luôn. Và phân tần dối các bác nhá. Phân tần dối đồng hoàng luôn. Như nhiều người đã biết rồi, kể cả những người chơi âm thanh xanh xò ở trên thị trường, thì các bác biết là cái giá trị của một cái phân tần dối nó sẽ gấp rất là nhiều lần, ít nhất là 1,5 đến 2 lần so với một chiếc phân tần men sản xuất đại trà.
Phần tần rối là một cái phần tần mà được sản xuất bằng thủ công 100% và được căn chỉnh bằng tay. Cho nên cái chất âm của dòng của dòng phần tần rối này luôn luôn được đánh giá cao bởi vì độ hiếm, cái giá trị nhân công. Ngày xưa thì họ mới làm phần tần rối nhiều bởi vì hồi đó là giá trị nhân công đâu còn rẻ. Nhưng thời điểm bây giờ thì chúng ta mua lò mới và kiếm được phần tần rối rất là khó, cực kỳ khó luôn. Ngày chúng ta mua lò bãi thì may là kiếm được phần tần rối, chứ còn nếu mà các bác mua lò mới bây giờ thì kiếm được một đôi loa mà sử dụng phần tần rối thì phải nói là cực kỳ khó, bởi vì bây giờ người ta chạy theo gọi là kinh tế thị trường các bác. Người ta cứ chạy theo làm gì càng nhanh càng tốt, và họ sử dụng những cái phần tần men làm thủ công lập bằng máy ấy, nó nhanh hơn. Đấy, còn đối với những cái phần tần rối này được làm thủ công 100%, đấy, hàn bằng tay luôn, cho nên nó sẽ mất thời gian hơn và tốn nhiều chi phí hơn và giá tiền nó cũng cao hơn. Cho nên vì sao những cái phần tần rối là lúc nó giá tiền nó cũng cao hơn phần tần men rất là nhiều, cao gấp đôi luôn đấy, cao mắc gấp đôi luôn các bác nhá, chứ không hề rẻ chỗ nào, mắc lắm đấy. Và bạn thấy là một cái phần tần rất đẳng cấp đúng không, rất đẳng cấp luôn, nhìn cực kỳ xứng xịn sò luôn đấy. Thùng vách thì họ làm rất là đẹp đấy, gia cố này, tiêu âm họ tiêu âm hai lớp luôn, tiêu âm trên kép là tiêu âm bằng bút trứng, bởi vì con chép thì họ không cần tiêu âm nhiều đấy, tiêu âm bằng bút trứng đấy. Nhưng đối với ở phần bát thì họ tiêu âm bằng bông các bác nhá, bông nhân tạo nhá, để chúng ta sẽ có một cái giải bát tốt nhất đấy. Thì đây là một đôi loa mà chắc chắn sẽ làm cho mọi người cực kỳ hài lòng về cả giải bát và giải chép. Đương nhiên đây cũng không phải là một đôi loa mà nó quá bạo lực giống như là MF, nhưng để hát karaoke thì đây là một đôi loa chắc chắn sẽ làm cho mọi người rất là ưng ý. Tiếng tép hay, chi tiết đẹp, bát nó vừa phải, sâu lắng, nhìn nó sâu nhưng nó mềm mại các bác nha. Đây là một đôi loa rất là hay và với giá hiện tại bây giờ đang rẻ hơn so với giá bị vậy đang bán tới 1 triệu đồng. Có chỉ cần bỏ ra 12 triệu đồng có đôi loa này thì quá tốt rồi, quá tốt rồi bác ạ. Đây thì những bác nào mà đang thích rồi, ngày xưa mà chưa có tiền mua mà bây giờ đã được giảm giá thì các bác cũng nên nhanh tay, thực sự luôn. Em nghĩ là chỉ còn 2 triệu đôi thì em nghĩ chắc cũng chẳng chắc bán một vài hôm là cũng hết các bác ạ. Cho nên là các bác cũng tận dụng cơ hội này để chúng ta sở hữu một đôi loa đẹp, đẳng cấp như của CD. Chắc chắn sẽ làm cho mọi người hài lòng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video này. Và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt.